Thưa quý vị, vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại có thể coi là thói xấu khi tham gia giao thông của rất nhiều người Việt Nam. Có không ít vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ đây. Luật cũng đã quy định là cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến. Và nhằm hướng đến hoạt động đảm bảo an toàn cho người đi xe máy, loại mũ bảo hiểm có gắn tai nghe Bluetooth đã ra đời. Loại mũ này sẽ giúp giảm thiểu nguy hiểm cho những người có thói quen nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện. Đây là những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Giữa dòng người đông đúc, tay cầm điện thoại, tay lái xe, có vẻ như nhiều người đang tự tin quá mức vào tay lái của mình. Ồ, rất nhiều. Những lúc nào mà có công việc mà gấp và đột xuất ấy, thì thường là mình phải cho điện thoại ra để mình nghe, vừa đi vừa nghe rất là nhiều. Có rất nhiều. Thực ra là mình cho rằng là cái ý thức của một số thanh niên ở Hà Nội cũng thế mà các thành phố khác cũng thế, hầu hết là các thanh niên là không tôn trọng được đâu. Lái xe bằng một tay, mức độ gặp rủi ro trên đường chắc chắn sẽ cao hơn. Hơn nữa, đối với xe tay ga, tay trái cầm điện thoại sẽ khiến người điều khiển không thể sử dụng hệ thống phanh kết hợp ở loại xe này. Nếu gặp tình huống bất ngờ, sẽ bóp phanh trước mạnh và đột ngột, gây tai nạn là điều khó tránh khỏi. Những rủi ro này có thể được hạn chế với chiếc mũ bảo hiểm gắn tai nghe Bluetooth. Trước mỗi hành trình, chỉ cần thao tác đơn giản là bật Bluetooth trên máy điện thoại. Sau đó, khi có cuộc gọi đến thì cũng không cần phải cầm điện thoại nữa. Khi sử dụng thiết bị này, bắt buộc bạn sẽ phải đội mũ bảo hiểm có cài qua. Và khi mà sử dụng thì khi mới lên xe bạn sẽ bật cái thiết bị sẵn này. Và khi có tín hiệu cuộc gọi đến thì bạn chỉ cần có bất kỳ tín hiệu âm thanh trả lời, ví dụ như là alo hoặc xin chào, là thiết bị sẽ tự động kết nối. Do đó bạn sẽ không cần phải sử dụng đến tay hoặc không cần phải nhìn vào điện thoại. Khi chúng tôi khảo sát ở ngoài đường phố thì thấy tỷ lệ người sử dụng điện thoại trong khi tham gia giao thông rất là lớn. Và đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân mà gây nên cái tỷ lệ những người bị thương và bị thương tật, thương vong do tai nạn giao thông rất là nhiều, chiếm tới khoảng 70%. Và chính vì vậy mà chúng tôi cũng nghĩ rằng mình cần có một cái gì đó dựa trên các sản phẩm mà chúng tôi đang phát triển và đang kinh doanh để làm sao giúp cái giảm thiểu cái tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Tại nhiều nước trên thế giới, mũ bảo hiểm gắn tai nghe Bluetooth đã được sử dụng khá rộng rãi. Còn tại Việt Nam, loại mũ này vừa mới được ra mắt và vẫn còn khá mới mẻ. Nhiều người cũng tỏ ra lo ngại về tính hợp pháp của nó. Vì theo quy định, người điều khiển xe máy không được sử dụng các thiết bị âm thanh, điện thoại khi tham gia giao thông. Hiện nay thì trong cái quy định pháp luật luật giao thông đường bộ ấy, thì có một cái chúng ta có quy định là không được sử dụng các thiết bị âm thanh. Tuy nhiên là chúng ta phải khẳng định rằng là đây là một cái sản phẩm mà mới ở Việt Nam, tức là mũ bảo hiểm gắn Bluetooth, nó giải quyết được triệt để cái vấn đề là gì? Người điều khiển phương tiện vừa đi vừa cầm điện thoại để nghe. Thế cho nên là chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để mà có thể là báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ là cho phép thí điểm cái sản phẩm này trong cái thời gian tới đây. Mũ bảo hiểm gắn tai nghe Bluetooth có thể sẽ là giải pháp giúp giảm thiểu những rủi ro xuất phát từ thói quen sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn là phương án hiệu quả, an toàn hơn cả.